Chiếc huy hiệu chiến sĩ Điện Biên Phủ này dù đã cũ và bạc màu, nhưng cựu chiến binh Phạm Bá Miều, phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ vẫn luôn trân trọng và giữ gìn cẩn thận. Bởi đó là kỷ vật mà ông Miều vinh dự được tặng thưởng khi chiến dịch Điện Biên Phủ kết thúc năm 1954. Có rất nhiều phần thưởng, huy hiệu, nhưng chiếc huy hiệu dù cũ vẫn là kỷ vật vô giá với người chiến sĩ Điện Biên Phạm Bá Miều. Huy hiệu chiến sĩ Điện Biên Phủ năm 1954, thì đấy là một cái kỷ niệm mà sâu sắc đối với đời chiến sĩ, đời cán bộ chiến sĩ chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ ở Điện Biên Phủ. Và kỷ niệm ấy nó có một cái kỷ niệm sâu sắc nhất ấy là để đánh dấu cho chúng tôi biết rằng là con cháu chúng tôi, mọi người chiến sĩ chúng tôi thấy rằng là bản thân mình vinh dự mà đã là hoàn thành được nhiệm vụ vẻ vang. Dù ở tuổi xưa nay hiếm, nhưng trong tâm trí cựu chiến binh Phạm Bá Miều vẫn còn nhớ như in giây phút tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Năm 1950, ông Miều trở thành người lính quân đội nhân dân Việt Nam, được biên chế ở đại đội 76, tiểu đoàn 938, trung đoàn 98, đại đoàn 312. Đến năm 1954, ông được điều chuyển sang đại đội 315, tiểu đoàn 249, trung đoàn 174, đại đoàn 316. Thời điểm đó, ông cùng đồng đội nhận nhiệm vụ hành quân về chiến dịch Trần Đình, bí danh của chiến dịch Điện Biên Phủ. Dù nhận bất cứ nhiệm vụ nguy hiểm như thế nào, ông và đồng đội đều nỗ lực hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Thì chúng tôi được nghiên cứu sa bàn, nghiên cứu trận địa, cả của địch và của ta. Nếu làm được cái nhiệm vụ ban đầu là chúng tôi kiến thiết, củng cố công sự, các cái công sự trú ẩn cho đến cái công sự chiến hào mà chúng tôi đào từ tà lèng và ra đến trận địa A1 độ khoảng 4.000 mét, tức là 4 cây số. Thì chỗ nào cũng cứ ngập đầu rồi thôi, và rộng 1m2, đấy là đường trục chính mà chúng tôi đã hoàn thành. Và lấy cái đường trục chính ấy thì chúng tôi mới tiến vào trận địa. Còn với cựu chiến binh Phạm Đức Cư, thì mảnh dù và chiếc túi này là kỷ vật mà ông đã sử dụng trong thời gian tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Giờ đây, nó đã được lưu giữ tại Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Tháng 12 năm 1953, ông cùng đồng đội hành quân lên tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ trong vai trò là tham mưu tác chiến của tiểu đoàn 394, trung đoàn 367, binh chủng pháo binh. Thời điểm đó, đơn vị cùng với tiểu đoàn 383 được lệnh kéo pháo vào bên trong lòng chảo Mường Thanh. Trong điều kiện địa hình chia cắt, hiểm trở, phải xuyên rừng, qua sông, qua suối. Dẫu phải trải qua hoàn cảnh vô cùng vất vả, gian khổ, nhưng ông Cư cùng đồng đội đều quyết tâm và đặt niềm tin vào chiến thắng. Ngay buổi ban đầu, chúng tôi kéo pháo vào, kéo pháo ra. Lúc bây giờ, sau đó lại được lệnh, 2 tuần sau lại phải kéo pháo vào. Đấy, kéo pháo vào có nghĩa là kéo vào, kéo ra, 3 lần kéo bằng sức người. Thì lúc bây giờ, tinh thần của chúng tôi là hừng hực, là chiến đấu. Nếu như mà những cái lúc bình thường mà ngay những thời gian như bây giờ, người ta không thể tưởng tượng được. Để làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu, còn rất nhiều những người lính đã hy sinh tuổi thanh xuân, hạnh phúc riêng của mình. 69 năm trôi qua, những chiến sĩ Điện Biên Phủ năm xưa nay dẫu người còn, người mất, song giá trị những câu chuyện của họ vẫn còn vẹn nguyên, mang lại niềm tự hào cho thế hệ trẻ. Với trên 1.000 tài liệu hiện vật gốc đang được trưng bày, lưu giữ tại Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, đã phát huy được giá trị nhằm thu hút đông đảo du khách khi đến Điện Biên, cũng như lan tỏa trang sử hào hùng của dân tộc và giáo dục truyền thống cho thế hệ con cháu. Cái chức năng nhiệm vụ của đơn vị chúng tôi là sưu tầm, lưu giữ và bảo quản cũng như là trưng bày giới thiệu các cái tài liệu hiện vật liên quan đến chiến dịch Điện Biên Phủ. Và cái mà hàng năm mà đơn vị thường xuyên tổ chức là đón tiếp các cái đoàn khách đến tham quan. Và qua hệ thống trưng bày thường xuyên của đơn vị thì với trên 1.000 tài liệu hiện vật gốc cùng với toàn bộ hệ thống trưng bày gồm các cảnh quan, cảnh tượng lịch sử
thì đón tiếp và phục vụ rất nhiều du khách trong nước và quốc tế. 69 năm đã trôi qua, nhưng những hiện vật mang giá trị lịch sử về một chiến thắng chấn động địa cầu vẫn vẹn nguyên trong lòng những người tham gia trận chiến ngày ấy. Qua lời kể của thế hệ cha ông và những hiện vật còn lại, thế hệ trẻ hôm nay một lần nữa được sống lại trong hào khí của chiến thắng Điện Biên Phủ năm nào. Hào khí Điện Biên Phủ tiếp thêm động lực để tuổi trẻ phấn đấu học tập, rèn luyện, bảo vệ, giữ gìn nền độc lập tự do của dân tộc, xứng đáng với truyền thống kiên cường của lớp lớp những người đi trước.